đẹp máy em anh chị. Mà 181 các anh chị. Máy thì cút xéo tua chậm ha. Con này thì áo gió chụp giật còn cực kỳ đẹp luôn anh chị. Áo gió chụp giật còn rất là đẹp ha. Nhưng mà cái thùng xăng của nó bị nổ hàng anh chị. Nó nổ hàng vậy nè. Đó, nhưng mà mắc bó xăng zin còn nè. Thùng ở trong thì sạch trắng tươi. Anh chị thấy không? Trắng tươi ha. Ví dụ mình như mấy cái thùng này mấy anh chị. Anh chị về mấy anh chị xiên ha, mấy anh chị chà nó lại ha, rồi anh chị sơn lại cái là máy này đẹp dữ dằn anh chị ha. Đó, thì con này ống xăng zin, phá xăng zin theo máy là còn đầy đủ hết nè anh chị xem nè. Đó, còn đầy đủ hết ha. Máy thì em chỉ xịt dầu em để nó tầm khoảng tiếng rưỡi đồng hồ rồi em lấy máy nén em bắn thôi, bởi vì anh chị nhìn thấy nó khá dơ lắm anh chị. Hơi khá dơ ha. Bình hai con kim xăng trắng nhưng mà nó trắng tươi à. Nó chỉ hơi dơ thôi. Đầu bò thì cũng còn trắng rồi, nhưng bị nám ở đây một con lỗ ha anh chị. Đó, bản ga bản bọng còn rất là tẹp luôn. Con này thì đánh giá cao, bỏ gió chụp giật được quá trời mấy anh chị. Đây, lóc lát trắng tươi mấy anh chị ha. Đó, anh chị dùng quay ngoài sáng anh chị coi cho dễ. Lóc lát trắng tươi. Ốc bát cũng còn khá là tương đối đẹp mấy anh chị. Chỉ có một cái là nó hơi dơ rồi anh chị, về chịu khó vệ sinh lại ha. Đó, con này thì lau vết còn đầy đủ rồi ha. Được cái thùng sạch mấy anh chị. Lóc trắng tươi mấy anh chị. Anh chị nhìn cái bỡ gió bỡ bọng này trắng tư hết á anh chị. Thì đa phần mấy con này nó đều có bô hết trơn ha. Em là em tháo bô ra đặng em quay test máy thử máy cho anh chị coi thôi. Ống xăng anh chị dòm nè. Mềm xẹo ha, bóp ngọn ngào luôn. Nút xăng tán vàng hớm hết. Lọc trắng tươi ha anh chị. Để em quay mã số máy. À, con này là 097015. Ở Mitsu 6. Máy xéo tua chậm tua 2000 ha. Con này dây giật còn đẹp luôn nè anh chị xem, dây giật chưa mới tưa bọng gì hết ha. Con này anh chị về bơm nước chạy xuồng chạy giỏ rồi kéo nén gì đó là nó quá ok luôn. Đó, giá thì 3.800.000 chưa bao gồm phí vận chuyển hết anh chị. Đó, anh chị nào ưng thì liên hệ em ha. Em có để Zalo với cái Facebook của em, Zalo với số điện thoại em để góc trái màn hình đó nha anh chị. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem hết video ha. Hẹn gặp lại anh chị video khác.